Tôi buộc phải loại em khỏi buổi diễn thử Tina. Điều đó có nghĩa là em không được lên năm thứ hai. Em sẽ huấn luyện một trong những học viên mới của chúng tôi. Cô gái mà em sẽ cùng làm việc là ai? Tôi vừa bị thầy Lô Măng thuyết giáo vì không thể đưa ra kế hoạch cho buổi diễn tập của chúng ta. Các bạn sẽ là một cặp biểu diễn, hiển nhiên là thế. Lô Măng có thể nhìn qua là biết ai có tài. Sẽ phải cẩn thận bởi vì tôi không muốn mất cậu. Ta đi chứ. Tôi yêu cậu mà. Cậu phải vậy chứ, cậu điên hay sao? Khoan đã, hôm nay vấn đề là gì nữa đây? Anh biết không Thơm, từ bây giờ hãy quên em đi.